dẫn mọi người cùng đi xem. Tiếng Thái người ta gọi là ca cung càng gì đó. Thì bây giờ bên kia thì nó có rất là nhiều con cua. Khi mà đi bên đó thì mình cần phải đi rất là khẽ, không có được nói. Đang ở trước cổng thì các bạn cũng thấy rằng mình đang nói chung là mình thấy cái cây này là mình cảm giác nhớ đến nhà. Nói chung nhà mình không có cây này nhưng mà là, nói chung là nhớ thấy rừng rú là okay, cảm ơn. Bây giờ mình cùng đi nhé. Vâng, các bạn cũng thấy. Còn bây giờ thì trước cổng này thì các bạn thấy giống như một cái cầu đó. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong. Nhưng mà mình sẽ không nói nữa, mình chỉ quay thôi. Bởi vì là khi mà mình nói đó thì là con cua nó sẽ không có xuất hiện, nên các bạn sẽ không có nhìn thấy và mình cũng sẽ không có thể nhìn thấy được. Nên là mời các bạn cùng theo dõi trong sự im lặng.
Thì các bạn cũng thấy ở đây là cái cảng. Còn bây giờ đó, khi mà thủy triều nó xuống thì là các bạn không có thấy nước, nhưng mà khi mà thủy triều nó lên thì là nước nó sẽ lên rất là cao và thuyền có thể đi lại, và các du khách họ có thể đi lại đây, đi xuống như kia hoặc là đi lên, rất là đẹp, các bạn cũng thấy. Cảm ơn các bạn.